Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại series cùng họp Ba Lan. Ở buổi trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu xong chương 16 phân tích số liệu. Bài ngày hôm nay đó chính là chương 17 với đồ họa trong hệ toán đồ phẳng. Số đặc tính về đồ họa của MATLAB sẽ lần lượt được giới thiệu trong chương này và chương tiếp theo thì chúng ta sẽ làm sáng tỏ lên những đặc tính của MATLAB. Phần 1 sử dụng lệnh plot. Bạn đã thấy ở ví dụ trước đó thì phần lớn các tay luận để vẽ đồ thị trong mặt phẳng đều lệnh plot. Lệnh plot sẽ vẽ đồ thị của một mảng dữ liệu trong một hệ trục tích hợp và nối các biểu mẫu bằng đường thẳng. Đây là một ví dụ bạn đã thấy trước đó. Hình R.1 hàm sin của 0,2 pi đến 30. Sụ này tạo 30 điểm dữ liệu trong đoạn 0 đến 2 theo chiều ngang của đồ thị, tạo một vector y khác với hàm sin của dữ liệu trong x. Lệnh plot mở ra một cửa sổ đồng thời là cửa sổ Pfizer. Trong cửa sổ này nó sẽ tạo ra độ chia phù hợp với dữ liệu và vẽ đồ thị qua các điểm. Đồ thị tạo bởi việc này, bởi việc nối các điểm thành nét liền, các thang chia số và dấu tự động được cập nhật vào. Đây đồ thị của MATLAB vừa vẽ, cứ nó cũng tương tự như đồ thị của trong tài liệu. Và nếu như cửa sổ Pfizer đã tồn tại thì lệnh plot mới sẽ xóa cửa sổ hiện tại và thay vào cửa sổ mới. Bây giờ thì tôi sẽ thêm một hàm cosine trên cùng một loại cùng đồ thị vừa xong. Nhập lệnh Z, plot xy và plot xz. Bạn thấy đi hàm cosine đã được thêm vào. Kết quả cũng tương tự như kết quả hình 7.2 trong tài liệu. Sự này thì cho thấy bạn có thể vẽ nhiều hơn một đồ thị trên cùng hình vẽ, chỉ cần thêm lệnh plot, một cặp đối số plot sẽ tự động vẽ đồ thị thứ hai và một khác trên màn hình. Nhiều đường cong có thể cùng gõ một lúc nữa, bạn cung cấp đủ các cặp đối số. Tức là chúng ta có thể thêm hàng Z, hàng G, hàng M. Thì khi đó lệnh plot sẽ là X, Z, X, Y, X, Z, X, G, X, M. Sẽ xem cất cả các đường. Chỉ cần nếu có đủ các cặp đối số.
như một trong các đối số là ma trận và đối số còn lại thì vector, thì lệnh plot sẽ vẽ tương ứng với mỗi cột của ma trận vector đó, tạo thành ma trận Y và Z. Cosine gồm sử dụng một ma trận cosine này, sin và cosine Y. Tạo lệnh tạo vẽ bảng với các cột của W và X trên bảng bằng đó. Nếu bạn thay đổi trật tự của các đối số thì đồ thị sẽ xoay một góc bằng 90 độ. Và khi đảo W và X thì đồ thị sẽ xoay. Sẽ được xoay lại 90 độ. Nếu lệnh plot được gọi mà chỉ có một đối số, ví dụ như plot y, thì hàm plot sẽ đưa ra một kết quả khác phụ thuộc vào dữ liệu chứa trong y. Nếu như giá trị của y là một số phức thì plot y tương ứng với plot gui và plot image gi. Trong tất cả các trường hợp khác thì phần ảo của y thường được bỏ qua, và mặt khác nếu y là phần thực thì plot y sẽ tương ứng với plot bằng 1 từ len y. Đây là plot vkép cho nó vừa vẽ. Hay plot x. Thêm một đường thẳng. Tiếp theo là kiểu đường dấu và màu trong đồ thị MATLAB. MATLAB sẽ chọn kiểu vẽ solid, màu blue và green cho đồ thị. Còn của tôi sẽ là màu blue và màu đỏ. Ngoài ra, còn có thể khai báo kiểu màu nét vẽ của riêng bạn bằng
việc đưa vào lệnh prompt một đối số thứ ba sau mỗi cặp dữ liệu của mảng. Các đối số tùy chọn này là một số ký tự có thể chứa hoặc một nhiều hơn theo bảng. Dưới đây, ký hiệu B sẽ sinh ra trời, G sẽ là cây, phép tắc của green, B phép tắc blue, G là đỏ, Z. Các kiểu nét vẽ và ký hiệu. Nếu như không khai báo kiểu màu thì Ma sẽ chọn mặc định là blue, số ít trừ khi bạn khai báo kiểu đường khác. Còn về dấu thì nếu không có dấu nào được chọn sẽ không có kiểu dấu nào được vẽ. Đến một màu và dấu và kiểu đường tất cả trong sâu thì kiểu nào một màu chung cho cả dấu và kiểu nét vẽ. Khai thác các màu khác cho dấu thì bạn vẽ cùng một dữ liệu kiểu khai báo chữa khác nhau. Dưới đây là một ví dụ với các kiểu đường màu và kiểu vẽ khác nhau. Lệnh plot B và P. Đây B là kiểu blue sang ra trời. P pentagram. Các hiệu của ngôi sao năm cánh. Đường ở đây chỉ ra là đường của đồ thị x và y, tức là cos và cosine sẽ có dạng màu xanh và ngôi sao năm cánh lại mỗi điểm. Tương tự hàm đồ thị x và z c trừ màu xanh xám, màu này màu mai và hiệu internet liền. Ngoài ra XZ thì kiểu mở cộng đỏ tím và dấu đường dấu cộng. Đây kết quả để cho ra. Tôi muốn đi xem. Tôi là cái gì? Tôi muốn đi xem không? Mày đâu? Tối mấy giờ học đi? Tối nay học à? Chắc không. Đi đi xe đi học đi. Mấy giờ mày về? Là hết cái Bao nhiêu? 2 giờ là hết cái Sao? đến 4 giờ lại học, nhưng mà học online À. Thế xe hỏi xe gì? xe máy Thì đi thì cứ đi chứ gần không đi về. sợ phải tối học online ở trường luôn á. Xong rồi lại học học ở đấy luôn. Bây giờ đi học học xong 4 giờ học online xong rồi học học tiếp.
À, thế thì cứ ở đấy học nữa. Cần thì tao lấy. Thôi, chắc không cần. Ê, ăn. Để cho ăn bánh mì được mà. mấy giờ nhỉ? 6 giờ. Đúng là mấy giờ? 7. Đúng là mấy giờ? Tắt bóng đèn nhà tắm. Về số 3 kiểu đồ thị. Lệnh QRF cho phép lựa chọn kiểu hiển thị. Là chị mặc định QRF là white. Kiểu này sử dụng trục tọa độ màu nền hình vẽ màu sáng 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 sáng. Tên tiêu đề là trục màu đen. Còn nếu ngược lại, color tip black là nền màu đen và trục tọa độ đen, nền tối và xám, tiêu đề trục màu trắng. Mặc định Colorless thì chỉ có White Black và không có nền, không có nền. Và có thể tạo ra một Colorless mới. Lại quạt. Kéo cái ấy ra, ta lười rồi. Kéo cái này vào. Gì? Kéo cái cơm điện vào. Cửa ơi. Rồi, rồi, rồi. Theo là đồ thị lưới, hộp chứa trục nhãn và lời chú giải. Lệnh GridOn sẽ thêm đường lưới vào đồ thị hiện tại. GridOn sẽ for số bốc các nét này. Sẽ vẽ lại đồ thị vừa sau.
đường lưới của Gordon đã được thêm vào đồ thị. Gryffindor sẽ xóa bỏ cái này. Hai đường lưới của Gryffindor vừa tạo được bị xóa. Thông thường trục tọa độ của nét gần kiểu số lít nên được gọi hộp chứa trục. Hôm nay có thể tắt đi vì book off, book và book on sẽ được khôi phục lại. Trục đứng coi chúng ta có thể có nhãn với lệnh X label, Y label. Lệnh Till sẽ được thêm vào đồ thị ở đỉnh dùng hàm sin và code thì minh họa. Vẽ lại hàm sin và code. Bộ off. Tắt lại học cho trục tiêu đề cho trục x tương tự tiêu đề trục y y label rồi sâu tiêu đề của đồ thị đúng đây một đường đồ thị hoàn chỉnh cosine. Cũng có thể thêm nhãn hoặc tất cứ chuỗi ký tự nào bất kỳ vị trí nào mà cách sử dụng lệnh text pháp lệnh text này text xy string string chính là ký sâu. Ký tự text đã được thêm vào vị tọa độ này 0,25 0,7 nếu bạn có thêm bất cứ nhãn mà không muốn bỏ hình hoặc khỏi hệ trục đang xét thì bạn có thể thêm chuỗi văn bản một cách di chuyển đến vị trí mong muốn. Lệnh gtext sẽ sử dụng gtext. Bây giờ chỉ cần di chuyển đến vị trí nào là hàm text sẽ được thêm vào. Như vậy là cố định được thêm vào đường đồ thị, thêm vào đồ thị rất đơn giản.
Tiếp theo là chuyển sang phần kiến tạo hệ trục tọa độ. MATLAB có chọn công cụ có thể kiểm soát hoàn toàn hình dáng và thang chia của hai trục đứng và ngang với lệnh axis. Do lệnh này có nhiều yếu tố nên chỉ một số dạng hay dùng nhất được đề cập ở đây. Để biết một cách đầy đủ thì axis hãy xem sẽ giúp help cho MATLAB hoặc tham khảo các đặc tính cơ bản của lệnh axis được dùng trong bảng này. Dụ lệnh axis xmin xmax imin imax được đưa ra trong các vector hàng. Thiết lập giá trị minmax của hệ trục dùng các giá trị x axis. V là một vector cột của chứa thang chia đo lưu thị hiện tại gồm xmax gồm các giá trị của axis. Axis auto là trả lại giá trị mặc định của thang chia. Axis sâu auto axis manual giữ thang chia nhiều thang ghi hiện tại. Axis XY sử dụng mặc định hệ tọa độ đề cát trong góc tọa độ ở góc thấp bên trái trục ngang tăng từ trái qua phải tăng từ dưới lên. Axis XY sử dụng hệ tọa độ ma trận. Axis Square sử dụng thiết lập đồ thị hiện đại hình vuông so với mặc định hình. Tương tự các loại axis bên dưới. Kiểm nghiệm mỗi loại axis cho đồ thị dùng các bước trước đó để vẽ đồ thị. Axis Off bỏ trục tọa độ. Để thấy trục tọa độ đã hoàn toàn được bỏ. Tương tự axis on mà lại trục tọa độ. Quy đồ để tắt các đường ở lưới. Axis Easy dùng hệ tọa độ ma trận, góc tọa độ đỉnh trái trục tăng đỉnh xuống và trục góc tăng đỉnh phải. Theo hình thì Axis Easy được đổi chiều. Đổi lại với lại XY. Đồ thị được trở lại nguyên dạng. Axis square đồ thị tại hình vuông so với mặc định hình. XY để chuyển về dạng X như gốc ban đầu. X square chuyển đồ thị thành hình vuông. Thì sẽ giống nhau. Cái nguyên bản của đồng của đồ thị với exit normal.
Tiếp theo là in hình. In hình. Để in hình vừa vẽ và chương trình cho hoặc các chương trình cho Mala thì có thể dùng câu là in từ bảng chọn hoặc là in từ cửa sổ lệnh. In bằng lệnh từ bảng chọn. Sẽ phải chọn cửa sổ hình là cửa sổ hoạt động bằng cách nhấp chuột lên nó, sau đó chọn mục green từ bảng chọn file, dùng các thông số chân tạo lên trong mục bảng chọn green setup và page setup. Tôi thì hiện tại sẽ được gửi ra máy in. Các thông số của đây là các thông số của khi print in hình. Chúng ta cũng thể lệnh in bằng cửa sổ lệnh hoạt động bằng cách nhấn chuột mũi file rn sau đó dùng lệnh in. Orient sẽ thử kiểu in in bằng những kiểu portrait theo chuyển đứng, còn kiểu in ngang là landscape, in thô là kiểu in đứng nhưng cái toàn bộ trang và kiểu khác của mặc định. Đây là in đã được thêm vào.
Bạn thì thao tác của đồ thị có thể thêm nét vẽ đồ thị đã có hoặc dùng lệnh hold, hoặc khi bạn thêm lệnh hold down thì malla không của hệ trục đã tồn tại trong cái lệnh plot mới đang thực hiện, theo đó nó thêm dòng cong đường cong mới vào hệ trục hiện tại. Tuy nhiên thì nếu dữ liệu không phù hợp với hệ trục tuổi cũ thì trục được chia lại, thiết lập hold down sẽ bỏ đi cửa sổ lệnh fire hiện tại và thay bằng một đồ thị mới. Lệnh hold sẽ không có đối số và sẽ bật tắt chức năng của chế độ hold trước đó, ví dụ đầu tiên. Vẽ lại đồ thị với ví dụ đầu tiên. Đồ thị đã được vẽ. Giữ nguyên đồ thị và thêm đường cosine. Hold on, giữ nguyên đồ thị. Is hold, hàm trả về giá trị 1 nếu hold đang ở trạng thái on. Hold đã được về trạng thái bật. Y lệnh port XZ bò đường thứ hai được in với màu hồng, hold đỏ tắt, và chắc chắn thì hold đã được tắt, chúng ta không cần phải thử lại với hai lệnh y hold. Nếu bạn muốn có một hay nhiều đồ thị ở các cửa sổ Pfizer khác nhau thì hãy dùng lệnh Pfizer trong cửa sổ lệnh hoặc chọn New Pfizer từ bảng File. Pfizer không có tham số sẽ tạo một file mới, hoặc bạn có thể chọn kiểu Pfizer bằng cách vũ trụ hoặc dùng lệnh Pfizer N. Cho nó N là số cửa sổ hoạt động. Đây. Pfizer mới đã được. Hoặc là 3. Bạn thấy đến ba ba cửa sổ hoạt động. Đây là cửa sổ thứ ba, tên là file 3. Khác thì một cửa sổ Pfizer có thể chứa nhiều hơn một hệ trục. Lệnh subplot MNP chia cửa sổ hiện tại thành một ma trận MXN mần M nhân N khoảng để vẽ đồ thị. Chọn P là cửa sổ hoạt động. Các cửa sổ được thành phần được đánh số từ trái hoặc phải từ trên đến dưới, sau đó đến mặt thứ hai. Ví dụ như copy code. Đây chính là đồ thị được tạo bởi code vừa rồi.
Tạ 4 hàm, 5 hàm. Rồi subplot để vẽ lại bảng, bảng phía trên bên trái. 7 và 2 và 2 dạng 2 nhân 2, dưới 2 nhân 2. X y chữ axit về sin x. Plot 22 để pick, để chọn đồ thị về trên bên phải với tiêu đề là cốt x. Tương tự subplot thứ ba để chọn hàng bên dưới phía bên trái và cuối còn lại, tạo được đồ thị 4 hình như trên đây. Phân tán một số đặc điểm trong đồ thị cho hệ tọa độ thẳng. Lệnh lốc lốc tương tự như plot ở ngoại trừ thang chia logarit cho cả hai trục. Lệnh semi-log x tương tự như plot ngoại trừ thang chia của x là logarit còn thang chia y là trục tuyến tính. C Semi-log tương tự như plot ngoại trừ thang chia của y là logarit còn thang chia x là tuyến tính. AZ xy là tương tự như plot xy ngoại trừ giữa khoảng cách giữa 0 và y thì được điền đầy thì giá trị các bạn x có thể được khai báo nhưng mặc định thì không được khai báo. Sơ đồ múi tiêu chuẩn được tạo lệnh từ pi AB, trong đó A là một vector, giá trị B là một vector logic tùy chọn. Cái đồ thị pi. Đây đồ thị pi AB. Các để quan sát dữ liệu biểu đồ Pareto trong đó các giá trị vector được vẽ thành một cấu trúc dùng vector A nó ở trên. Đồ thị Pareto. Nếu như bạn muốn vẽ hai hàm khác nhau trên cùng một hệ trục mà sự thang chia khác nhau thì plot y sẽ thêm điều đó cho bạn. Xóa các phasor. Đây là bảng đồ thị sau khi chúng tôi plot đi hai hoàng thị trong cùng hai đường trong cùng một đồ bảng đồ thị.
À, luôn. Gì? Nhà. 3.3 3.3. Ừ, đúng rồi. Vậy chưa 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 tính cái tiền kia nữa. tiền 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 logo ở của chú làm à? Ừ. Logo chú sau đoàn trả lương chú trả lương kiểu gì ạ? Tính vào Qua chủ đưa bao nhiêu nhỉ? Ừ. 400, 640, 540 cộng chín chục là 353. 353 triệu. Ừ. Quay quay chú nhập. Ừ. Đúng rồi đấy. Hỏi số gọi mà lại. Ừ, đúng rồi đấy. Còn bên kia thì nó trả lương chú thì trả lương thì anh mà lại tính quay giờ. Thì cái trả lương anh làm trả lương cho anh, còn cái anh làm cho chú thì nó trả lương cho chú thì chú chuyển cho anh còn gì nữa. Ừ, đúng rồi. Ừ. Sau nó trả cho anh thì anh cầm tiền thôi, anh đã chú bằng ba rồi. Ừ. Còn cái kia thì Ừ. bọn cả cho chú. Biết rồi. Này này, như này cứ tưởng là sớm rồi hóa ra mẹ 3 giờ 20 mới học thì động Ừ, quá. bao giờ mới học? Quá là mình cứ tưởng là mình là mình về mình làm về sớm về phát xong rồi làm đúng đấy xong qua đến tận bây giờ người thế nhá chịu ở đây thôi. Ok. Thì bar stair có thể sinh ra bởi dùng lệnh bar 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 và stairs dưới đây là ví dụ. Đổi đồ đầu tiên là lệnh bar x sẽ đổi vị đường. Đồ thị thứ hai với tiêu đề là đồ thị thứ hai 33xy, tức là đường nhưng mà đường 3 chiều. Đồ thị tiếp theo vị trí thứ ba bậc thang thì bậc thang stair thứ tư chính là 3H là nghiêng thị nghiêng à đồ thị ngang. Lệnh dâu V sẽ vẽ một biểu đồ tọa độ cực trong vector V, tương tự có các lệnh dâu VN và dâu VX trong độ X của một vector. Ví dụ lệnh dâu
Premium có khoảng tầm 100 đến 1 NP. Vậy chúng ta vừa kết thúc chương 17 đồ họa trong hệ tọa độ phẳng. Các bạn tại chương 18 đồ họa không gian 3 chiều.